mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tự hào Việt Nam, Nguyễn Như Quỳnh xuất sắc đăng quang Hoa hậu Liên Hợp Quốc quốc tế. Vượt qua hơn 40 đối thủ nặng ký đến từ khắp nơi trên thế giới, đại diện Việt Nam, người đẹp Nguyễn Như Quỳnh đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Mrs. United Nations 2022, Hoa hậu quý bà Liên Hợp Quốc quốc tế, vừa được tổ chức tại Ấn Độ vào đêm ngày 7 tháng 5, 2022. Đêm ngày 7 tháng 5, chung kết Hoa hậu quý bà Liên Hợp Quốc quốc tế đã chính thức diễn ra tại Ấn Độ, với sự tranh tài của hơn 40 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đêm chung kết, cùng với các người đẹp khác, Hoa hậu quý bà Liên Hợp Quốc Việt Nam Nguyễn Như Quỳnh trình diễn các phần thi quốc phục, trang phục dạ hội mà cô đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng với sự hỗ trợ đắc lực của các nhà thiết kế nổi tiếng trong nước. Xuất hiện lộng lẫy và đầy tự tin, người đẹp Nguyễn Như Quỳnh đã thực sự gây ấn tượng với những đường catwalk chuyên nghiệp và đầy cuốn hút. Đại diện Việt Nam ghi điểm với thần thái rạng rỡ, hô vang tên Việt Nam đầy tự hào trên sân khấu. Ngay từ khi mở màn, nàng hậu Việt Nam đã được kỳ vọng sẽ tiếp tục on top sâu hơn nữa trong đêm chung kết đẳng cấp này. Ở phần thi quốc phục, sự xuất hiện của Nguyễn Như Quỳnh khiến khán giả không khỏi hồi hộp chờ đợi. Hãnh diện và tự hào vì mình là người con Việt Nam, Nguyễn Như Quỳnh đã có phần trình diễn đầy năng lượng khi khoác trên mình bộ quốc phục vô cùng độc đáo, mang tên Rồng Phượng của nhà thiết kế Phương Hồ. Một thiết kế do chính tay nhà thiết kế Phương Hồ chuẩn bị tỉ mỉ, chỉnh chu, cầu kỳ đến từng chi tiết. Phần trình diễn của Như Quỳnh được đánh giá cao ở tinh thần sáng tạo và quảng bá được hồn thiêng sông núi của dân tộc, quảng bá được nét đẹp văn hóa Việt ra thế giới. Với những ưu thế nổi trội và một tinh thần tích cực khi đến với cuộc thi, vượt qua hơn 40 đối thủ nặng ký đến từ khắp nơi trên thế giới, Hoa hậu quý bà Liên Hợp Quốc Việt Nam Nguyễn Như Quỳnh đã giành được chiếc vương miện danh giá, xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu quý bà Liên Hợp Quốc quốc tế 2022. Danh hiệu Á hậu 2 được trao cho người đẹp đến từ Peru và Á hậu 1 được trao cho người đẹp đến từ Ấn Độ. Hoa hậu Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 1990 tại Hải Phòng. Năm 2018, Nguyễn Như Quỳnh được vinh danh doanh nhân xuất sắc nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là nữ doanh nhân tiêu biểu của khối ASEAN. Năm 2019, Nguyễn Như Quỳnh được nhận danh hiệu Người đẹp môi trường của Hiệp hội Bảo vệ Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Là người thành công trong kinh doanh, cô còn nổi tiếng là người phụ nữ truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ Việt Nam trong việc biết yêu bản thân, luôn nỗ lực hoàn thiện mình để có cuộc sống hạnh phúc. Hiện tại, Nguyễn Như Quỳnh đang là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TTQ Talent, là đơn vị nắm bản quyền các cuộc thi sắc đẹp cho tuổi teen. Tiếp tục hành trình sau đăng quang, tân hoa hậu Như Quỳnh sẽ tham gia một số hoạt động cùng ban tổ chức tại Ấn Độ. Trong suốt thời gian đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Như Quỳnh sẽ phải hoàn thành các sứ mệnh về từ thiện, cộng đồng trong nhiệm kỳ 2 năm của mình ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, tân hoa hậu sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự các sự kiện văn hóa lớn khi nhận được lời mời từ ban tổ chức cuộc thi. Và cô sẽ chính thức làm giám khảo của các mùa Hoa hậu Liên Hợp Quốc sắp tới trong những năm tiếp theo. Hoa hậu quý bà Liên Hợp Quốc quốc tế là một cuộc thi Hoa hậu quốc tế uy tín được tổ chức hàng năm, quy tụ đại diện của nhiều quốc gia và nền văn hóa từ khắp nơi trên toàn cầu. Mỗi thí sinh đại diện cho một quốc gia đến với cuộc thi với mong muốn chia sẻ các giá trị chung và thúc đẩy tình hữu nghị và hiểu biết quốc tế. Bên cạnh đó, mục tiêu chính của cuộc thi còn là tìm đại sứ du lịch tốt nhất trên thế giới. Những người có kỹ năng, tài năng và tính cách phù hợp nhất để thúc đẩy đất nước của họ phát triển du lịch, thiện chí quốc tế và hòa hợp văn hóa. Ưu tiên hàng đầu của ban tổ chức là làm cho cuộc thi trở thành một trải nghiệm ý nghĩa và bổ ích cho tất cả các thí sinh đến từ toàn cầu. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.